Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Năm Được xin kính lễ đạo tràng và cũng không quên ơn chị Thượng Mỹ nhường mic lại cho Năm Được. Năm Được lên đây là chỉ mục đích để hỏi, mà Năm Được thì đánh máy lên nó chậm, Năm Được muốn bị lâu lâu Năm Được mới vô ngồi máy một lần, thành thử Năm Được xin đưa lên nhờ Ngọc Nhân đánh máy qua dùng hay xuống trong. Qua cái bài Để Chân Đức Bắc, Đức Thầy Năm Được thắc mắc số 4 câu. Cuộc thế giới chuyển quay như trống, khuyên dân tình hãy lắng mà nghe. Lam Kiều hữu lộ nhắn que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Và theo cái ý ngục môn không cửa, Năm Được thắc mắc. Nhờ chị Thiện Mỹ mời quý đồng đạo. Còn qua cái lý nãy giờ Năm Được mà nghe thì nghe cũng không có, cũng mới vô cái gì. Thì nghe tôi tính giải thì cái chữ mà nói chữ khùng rồi đó, thì nói ông này ông kia thì bởi có anh em không chịu là cũng phải. Bởi vì chữ khùng là của Phật, của Thầy. Mà cái mẫu chuyện bên Thầy đó là có người thánh giả xưa đó, cái này ông già Năm Được cũng nói hoài đó. Nhờ ông đổi là cái chữ khùng cái là tôi ghi với ông Đức Thầy nữa, tôi chọn cái chữ đó, cái chữ khùng rồi đó, ông chọn gì thì ông lựa đi. Thì Đức Thầy mới diễn cái mẫu chuyện mà Đức Phật Thích Ca đó là ngày xưa mà làm vua với ngày sung sướng mà lên rừng ngồi chịu khổ té lên té xuống đó. Đề Bà Đạt Đa nó cho là ông Sĩ Đạt Ta này ông khùng thiệt, ở nhà sung sướng thế mẹ đi lên trên kia ngồi té lên té xuống đói khát quý vị, thì Đề Bà Đạt Đa cho là khùng. Thì Đức Thầy nói tới đây á là tôi làm cái chữ khùng đó là của theo Đức Phật Thích Ca, bởi vì ổng bỏ cung vàng mà ổng đi lên trên núi lên trên rừng ổng ngồi chịu khổ gì đó, thì cái chữ khùng đó nó sáng tỏ cái gì. Năm Được chỉ có cái ý gì thôi. Giờ đây Năm Được cũng muốn trực tiếp mà mời chị Thiện Mỹ mời anh em về diễn giải dùm. Nam Mô A Di Đà Phật. Năm Được xin gửi mic lại cho chị Thiện Mỹ. Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Cái thì giờ thì nó còn ít quá ha, mình tranh thủ thì giờ, bây giờ kêu hoài không ai lên thì thôi tôi bây giờ tôi lên. Biết sao thì nói vậy ha quý vị. Bây giờ mình phải cẩn thận lại chút xíu mà được. Tôi thì tôi tin tưởng thiện nhân với suối trong á. Mà thường thường thì bốt cái nguyên một cái biết cái cách bớt nguyên cái câu y theo cái văn ở trong sám giảng, nhưng mà vừa rồi thì Sú Trông lại đánh máy, thành ra có cái chuyện nó hơi sai. Cái này mình phải cẩn thận lại mới được. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, bốn câu của Năm Được hỏi thì nó cũng trắng nghĩa chứ không có cái gì, nhưng mà Năm Được chỉ thắc mắc có một cái chỗ thôi. Thì bây giờ cuộc thế giới, cuộc là gì, là thế cuộc đó, cái thế cuộc đó, đó là nó thay đổi, nó không có ngừng, giống như là một cái dòng nước chảy, giống như một cái tuồng hát vậy đó, nó hết cái màn này là nó đến cái màn khác. Thì cuộc thế giới chuyển qua như trống, ở đây Đức Thầy nói là cái thế cuộc đó, cái thế trần đó, ở trong cái cuộc đời của mình đó, cuộc đời của mình đó, thì mình chứng kiến cái sự thế giới nó đổi thay. Thế giới là chỉ chung cho cái vũ trụ của mình đang ở đây, nó chuyển lai, nó chuyển á, tức là nó luân chuyển, nó dời đi đổi lại, nó không có đứng yên. Chuyển là nó không đứng yên, lai là nó rung rinh, cái lai là nó rung rinh, nó không đứng vững. Cho nên là như trống như vậy đó, như trống là nó giống như cái trong trống nó quay vậy. Thì Đức Thầy nói vậy đó. Thì khuyên dân tình hãy lắng mà nghe. Cái khuyên dân là cái người hữu tình á, là cái người hữu tình có cái trí xét biết á, hãy lắng tai mà nghe coi cái thế giới nó luân chuyển, nó thay đổi không lường được, hết chỗ này tới chỗ kia thiệt. Mà ngày xưa thì mình nghe tin tức nó còn chậm, bây giờ mình nhờ cái thông tin nó bùng nổ, hay quý vị chỉ nhìn lên cái màn hình tivi là mình sẽ thấy cái thế giới nó chuyển hoài như trống, hết chỗ này tới chỗ kia chết chóc,
chiến tranh rồi bệnh tật rồi tai nạn gì đủ thứ hết trơn, khủng khiếp. Hồi đó mà người ta nói chơi, người ta nói cắt cớ thề máy bay đụng thì thấy không có khi nào mà máy bay đụng, mà bây giờ máy bay có nhiều khi nó đụng thiệt, nó tự ở trên nó rơi xuống, nó muốn đụng ai nó đụng cũng có chết. Cho nên là có nhiều cái đó, mình thấy nó lạ thường lắm. Nó chuyển chuyển lai như chóng, là nó rung rinh, nó đứng không yên, nó đứng không có vững, nó trụ một chỗ không có được. Như chóng khuyên dân tình hãy hãy lắng mà nghe, Đức Thầy khuyên và mọi người nên chú ý, dân tình hãy hãy lắng mà nghe, hãy lắng tai để mình có, mình lấy cái tinh thần á, cái người có cái trí xét biết đó, mình lắng tai mình nghe nó khác thường hơn hơn hồi xưa mình đọc chuyện xưa đó. Đời sống nó có thái bình thịnh trị đó, con người nó an cư lạc nghiệp, ít có cái chuyện này nó xảy ra lắm, có nhưng mà ít. Bây giờ nó quá cỡ, bị gì ngày xưa chiến tranh nó đánh bằng cái loại thô sơ không à, gươm giáo không à, sáp trận rồi xưng tên rồi mới đánh, bây giờ không có đâu, cách mấy trăm cây số, mấy ngàn cây số nó bắn một cái chết không biết bao nhiêu nữa. Cho nên là khuyên dân tình hãy lắng mà nghe. Lam Kiều Hữu Lộ Vắng Que, ý tư tính chỉ thắc mắc hai cái câu chót này thôi. Lam Kiều là cái gì? Lam Kiều là cái đường đi lên cõi tiên ha quý vị. Bây giờ không có nói nữa, bởi vì mình cái này ở trong room mình có chia sẻ rất là nhiều rồi. Lam Kiều Hữu Lộ Vắng Que, hữu lộ, hữu là có, là lộ là cái con đường đã chỉ đi về lên cõi tiên cõi Phật đó. Rất là nhiều cái cách Phật tiên chỉ đi về đây nè, về cái lên cõi tiên cõi Phật nè, thần thánh tiên Phật nè, cõi niết bàn cõi cực lạc nè. Nhưng mà hữu lộ có nhiều nhiều con đường đi để mà thoát, cũng như là mình bây giờ cái nhà cháy rồi mà thiếu gì cái chỗ thoát hiểm mà chỉ không có chịu đi hả, chỉ miễn cần thoát ra được cái cõi ta bà này là giải thoát, là an lạc vĩnh viễn rồi. Cõi cái cảnh sống an nhàn tự tại rồi, nó không có còn mà bị cái sự bị chi phối bởi cái cuộc chuyển quay của thế giới, chuyển quay của thế giới nữa, phải không? Hữu lộ rồi, rất cái nhiều cái con đường để mà đi, mà vậy mà dẫn người đi chỉ cho cái con đường này lên. Dẫn que là tức là không, người ta không chịu đi, cho nên cái con đường này nó có nhiều cái con đường đi để chỉ cho đi mà không chịu đi. Ngục môn không cửa, ngục môn không cửa là mà hè nhau đi. Cái chỗ này đó, tiên Phật thánh tiên khi ra đời không có ai chỉ đi xuống địa ngục hết, không có chỉ cái con đường đi xuống địa ngục, không có chỉ. Các vị cứu đời không có ai chỉ cái con đường đi xuống địa ngục hết trơn á. Vậy mà người ta hè nhau để người ta đi tìm cái chỗ địa ngục, người ta không có chịu đi lên cái thiên đàng. Là sao vậy? Là người, cái này ý cái câu này đó, cái nghĩa đen của nó là Đức Thầy muốn nói là người ta cứ lo làm tội không à, người ta cứ tạo tội không à, ta không có chịu làm phước, ta lo ta tạo tội, ta lo làm ác không, ta không có chịu làm lành. Cho nên là ngục môn không cửa, không có ai chỉ cái đường này đi hết trơn á. Các cái vị cứu đời không ai ra đời mà chỉ cái con đường đi xuống địa ngục hết trơn, không có. Biểu chỉ cái con đường là tránh cái cõi địa ngục thôi. Không? Ngục môn không cửa mà hè nhau đi là rủ nhau đi. Vậy thì mình chen đua tranh đấu lợi danh rồi tạo nhiều cái nghiệp ác thì mình đi xuống địa ngục chứ đi đâu, phải không? Hung dữ ác không về địa ngục đó Đức Thầy đó. Hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Thì bây giờ cái chỗ này là không có ai chỉ đi ra đó. Các cái bậc cứu đời đó là tha thiết than giảng khuyên chúng sanh đừng có đi vào cái chỗ này, chứ không có ai chỉ đi vô chỗ này hết trơn. Một môn là cái môn đó là cái chỗ mà cái giam hãm cái con người cái tội ác, mà không có cái chỗ, không có cái người nào chỉ đang mà lại đi. Theo cái hiểu của tôi, cái ý của Đức Thầy muốn nói là cái nghĩa đen của nó là như thế đó. Không có cái vị nào ra đời, bất cứ một cái vị nào chân chánh mà chỉ cái con đường đi xuống địa ngục ở đây, không có. Vậy mà người ta cứ tìm cái chỗ đó để người ta đi không à. Còn cái chỗ mà về cái cõi tiêu diêu thanh thoát an nhàn tự tại đó, có chỉ có nhiều đường để đi mà không chịu đi, vắng que không thấy người đi. Ở đây là Đức Thầy cũng than là đã chỉ nhiều cái cách, là nhiều con đường rồi. Bởi vì đạo của ta phân làm sáu hạng mà,
nó đi về cõi Phật được nè, rồi thánh được nè, cõi tiên được nè, thần được nè, tướng nè, rồi dân. À, có tệ lắm cũng làm được dân Phật quốc thì cũng tránh được cái ngục môn này, cái ngục này, cái chỗ giam cầm này. Thành ra cái hiểu của tôi đó là như thế thôi, đơn giản như vậy, theo cái sự hiểu biết của tôi là vậy. Thì bây giờ không biết vấn chủ có thỏa mãn chưa, bây giờ nếu chưa thì có thể là mời một cái vị khác lên chia sẻ thêm ha. Bây giờ tôi trả mic lại cho MC ha, MC rồi mời cái vị khác lên có thể đóng góp thêm. Dạ, Thiện Mỹ cảm ơn Huynh Hồng Quang và kính mời chư quý đồng đạo lên đóng góp. Thấy Huynh Vĩnh Bình viết là thiên đàng hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn khách vãng lai. Dạ, cái câu của Huynh Vĩnh Bình hay ha. Cảm ơn Huynh Vĩnh Bình. Và thưa chư quý đồng đạo, có ai còn đóng góp ý kiến gì với câu chia sẻ của huynh Hồng Quang đó không, với ý kiến chia sẻ của huynh Hồng Quang đó không quý đồng đạo? Chú Tư ơi, chú lên nói gì đi, đến thôi chú buồn ngủ. Chú Tư ơi, chú còn đó không? Chú lên nói gì đi, hoặc là chú đỡ mấy chút đi, rồi chừng nào chú đi con coi, để ngồi chú buồn ngủ tội nghiệp chú. Ngồi em liền dễ buồn ngủ lắm quý đồng đạo, có việc làm thì mình quên đi. Dạ, thưa chư quý đồng đạo, nếu như không ai có ý kiến gì với câu hỏi của Huynh Hồng Quang thì Ninh Kiều xin được chuyển sang câu hỏi của em Hoa Từ Bi. Như chư quý đồng đạo, để mình không mất thời giờ bởi vì mình còn ngắn quá. Em Hoa Từ Bi có cái câu hỏi thế này. Dạ, nhờ quý vị chia sẻ bốn câu cuối của quyển nhất: Bửu Châu công luyện chốn non tầng, sơn thủy môn giang bảo giác dân, kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân. Thưa chư quý đồng đạo, kính mời chư quý đồng đạo chia sẻ bốn câu hỏi của đồng đạo Hoa Từ Bi vừa hỏi. Kính mời bàn tay của chư quý đồng đạo. Đúng rồi, nơi cửa thánh ôi người càng quạnh vắng, chốt nhà ma chen chúc quá thêm đông. Bởi vậy cho nên cái chỗ mà cửa thánh thì nó khó tới. Phải không Hoa Từ Bi? Cái này sự hiểu biết của mình nha. Cái chỗ mà cửa thánh là nơi đó nó hoặc quạnh vắng là bởi vì nó khó tới lắm. Phải tu, phải phải đắc, phải là hành tín nguyện hành đầy đủ mới được tới đó. Còn cái mà chốn nhà ma thì quá dễ, đắm luyến rồi rớt xuống hết trơn, thành ra nó tới đó, chỗ đó không cần mời cũng tới. Chư quý đồng đạo, có một cái câu chuyện như vui thì Mỹ xin kể trong khi chờ đợi quý đồng đạo. Mình buổi sáng đi tập thể dục với mấy đứa bạn bè, thì Thiện Mỹ mới nói mà tìm mỗi gặp nhau rồi nói chuyện, rồi cái mới nói mấy người đó nói người thì tôi ngồi theo niệm Phật, còn có người nói thì mỗi ngày tôi qua chùa tôi ngồi 20 phút, bởi vì ngồi bên chùa cái tâm tôi tịnh, tôi ngồi tôi để tâm không trống thiền, chứ không có niệm Phật. Rồi cái mình nói thiền á thì phải có thiền sư, tôi sợ mình thiền không nổi rồi cái mình thành khùng khùng dở dở, nó lưng tưng như ông cậu tôi vậy đó, tôi cũng sợ lắm. Cái chị này chỉ nói thiền mà theo phái Bắc Tông gì đó, nói bây giờ dễ lắm, tu thiền ở đó mình chỉ thôi chỉ ngồi chỉ quán hơi thở ha. Rồi cái nói chuyện vậy cái có người bạn nói mấy quý vị tu nói chuyện tu vậy nữa rồi có ước muốn nữa về đâu, nói người thì nói chết thì được giải thoát, người nói chết thì tôi muốn về thiên đường. Thành ra cái người bạn của mình, cái người đó nói chơi, mà theo mình nghĩ người này người ta nói cũng không phải người ta muốn vậy. Tôi thì tôi không có ham đưa bước lên đó, tại vì tôi nghĩ lên đó khó quá, lên đó thì khó lắm, thành ra ít bạn bè lắm. Thà tôi rớt dưới này thì có nhiều bạn bè. Thì chư quý đồng đạo, bởi vì cái việc tu mà muốn được giải thoát cũng không phải dễ đâu ạ. Mình tu thì mình cố gắng mình tu, nhưng mà mình còn đắm luyến quá là mình cũng rất tuốt luốt. Thành ra cái việc mà đi lên trên, đi về cái thiên đường, về nơi cái cõi thánh được giải thoát rồi, về địa Tây Phương, dạ nó rất là khó đến. Nhưng mà cái rớt xuống xuống địa ngục thì nó rất là dễ, không không mời cũng tới nè, chư quý đồng đạo. Dạ, bây giờ thì thấy bàn tay của huynh Hồng Quang, thì Mỹ xin kính mời huynh Hồng Quang nha, mời huynh đỡ mic.
Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Đi về địa ngục thì khỏi cần suy nghĩ, đang làm thí làm càn thì đi làm cực ác là đi chết rồi khỏi coi đi qua khỏi chỗ ông Tần Quảng Dương đó, đi thẳng xuống địa ngục luôn à, vì đâu còn xét xử gì nữa đâu, qua đó đi thẳng là tới à. Cho nên người ta chen chúc, bị làm ác là chen với nhau để đi đó mà.